Dung lớp xin mến chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hello cả nhà. Thì lời nói đầu tiên thì cho phép năm anh em mình gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người nha. Thì hiện tại anh em mình đang ở xã Thiện Mỹ thuộc huyện Trà Ôn của Vĩnh Long nha cô chú anh chị. Anh em mình quay trở lại đây. Thì bữa anh em có đi coi như là trải nghiệm bắt chuột cùng những lão nông trên cánh đồng mùa lúa chín đó cả nhà. Bữa nay anh quay trở lại về đây với hai mục đích. Mục đích thứ nhất á là anh em mình xíu nữa sẽ ra mấy cái đồng cam với đồng lúa để mình kiếm mấy hàng chuột bơm tạt nước bắt nha cả nhà. Mục đích thứ hai mới là mục đích chính của anh em nha cô chú anh chị. Hiện tại đây thì ta cũng bơm nước vô đồng rồi, mấy cái ruộng lúa mà mình bắt chuột hổm á cả nhà. Nay ta đốt đồng trong này, ta bơm nước dịch, ta thả dịch vô quần này. Bữa nay là ngày đầu tiên bơm nước thì anh em mình qua đây với mục đích là đi tìm con ếch nha cô chú anh chị. Đó, mấy anh em trong ngày đi đây cô chú anh chị bạn bè gần xa hổm đi tục ếch á, cho anh em mình rất là nhiều kinh nghiệm. Thì danh cũng hai mặt anh em trong nhóm cũng gửi lời cảm ơn tới tất cả cô chú anh chị em đã tư vấn cho anh em mình rất là nhiều cái điều hay lẽ phải về cái con ếch ha. Đó, thì giờ đầu tiên thì anh em mình cùng với kênh YouTube Tấm Thân Gòn sẽ đi ra đồng để bơm nước kiếm tí nha cả nhà. Đây là cái ruộng lúa hôm bữa mà anh em mình đi chụp chuột theo máy cắt này cô chú anh chị. Bên cái đồng này thì ta mới có đốt gom rồi, ta chưa có bơm nước vô. Còn cái đồng cặp cái vườn cam bên kia là có 3 đồng ta bơm nước vô vậy. Mấy cái này thì ngày mai với ngày mốt sẽ có nước ngập nha. Tối nay thì anh em mình sẽ bắt dài dài từ bên đó qua. Có mấy ruộng bữa nay người ta mới đốt đồng này, nên khu này chưa bơm nước. Bơm nước khu dưới cả nhà. Bữa nay không ai đem theo bao tay chứ. Mình đến hả Vinh? Làm từ từ đi. Thì khi mà cắt lúa xong á cô chú anh chị thì chuột nó sẽ vô mấy cái vườn cam này nó ẩn náu nha. Tại vì ngoài đồng người ta đốt gạ lửa nó cháy dữ lắm, cho nên là đám chuột nó sẽ di cư qua cái đồng cam này. Tay không luôn. Đủ rồi, đủ rồi. Ngồi cái đó lên nhậm. Lấy dao nè. Đi dao tay. Nhắc này phải không? Không. Nó tới ăn dịnh kia. Không mấy nhém của anh Tài luôn đi. Cạnh lỗ đây nè chứ nhí thì vừa cầm xô sao mà. Ở trên đổ xuống nó mới hay hơn á. Trên đổ lỗ trên nó xuống múc nhém trên nhí rồi. Ừ. Cho nó gan lỗ thôi. Rồi 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 đưa lên chậm đừng múc quá. Động. Dạ giữ đây. Không anh chế nó không ra lỗ đó đâu. Nó ra cái anh nghiêng cái xô núp lại nằm nhấn xô á. Ra ra nghiêng bên nhí vậy chị. Nhưng chạm múc đổ luôn đi. Ừ, đổ múc đổ luôn đó. Vinh bay qua đạp cái gò gò á gì. Con nước con anh Vinh này, kêu rồi. Có chuột mẹ đó. Rồi chơi nháy. Con chạy qua rồi đó. Để cái rỗng đi Vinh. Rỗng nó luôn đi. Chuột này phá hại mùa màng mà đâu cần đủ sai. Đứng lên vậy trời. Nước không? Không có mẹ lì dữ ta. Qua chưa? Chừng ra nổ anh Tài á.
Đạp thứ Vinh. Một con chuột lứa. Cái gì vậy? Rồi đậm vô đó đó Vinh. Đậm đó đó. Đậm nước nè. Mình ăn vào. Coi chừng ra. Ra. Bự không nhỉ? Dừa. Ủa lứa. Lứa nữa. Lứa này lứa nhì. Lứa nhất lứa nhì hả? Lứa nhất lứa nhì. Ê chục 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 bự nó nằm trong mày nè. Nó động Vinh đạp của nó là nó đúng nước. Đúng rồi, em đạp sụp nước rồi. Thì bự vô anh nhầm. Ừ, động nước đó, rồi Vinh đạp chắc lúng luôn hay gì rồi. Rồi nó rút nước đâu dữ vậy, rút nước xuống nè. Đổ tiếp nha cả nhà. Chậm mấy con tiết chứ hai con bển không chưa đi vậy nè. Chậm rồi chứ. Không phát hiện thôi, nó phát hiện bóc rồi cho nên mới ra mới chịu. Ừ. Giờ mấy Vinh có nước chảy cho nè nha. Không có nước con hàng một kỳ vậy. Mới đi rút rồi. Đây, chữa gọn mấy Vinh. Ra ra, có chuột, có chuột. Cái lúa nào ra. Thật vậy. Cậu gì? Cậu đại đi. Nó phát rút rồi đó. Cho chưa ngọt nữa. Ủa nó còn hai một kỳ vậy? Có lúa đậu ra hả? Nó ra đó, ra đó. Ê, mày ra mày đó. Còn lúa nữa hả? Chứ hả? Mày với mày. Thấy chuột rồi đó. Thấy rồi. Quay vô cầm cạch cái lỗ nữa kìa. Vô. Đậu nặng nước, nó đi dậy. Ra mày. Tính nở hôm nay phá hại mùa màng hay gì mày? Chưa 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 phải có cái bao tay thọt vô. Không có cái bao tay thọt vô. Dừng cua biển nó đậm quá. Có nãy em thấy nữa mà. Hay quá anh trời ơi. Xử lý ra nhỏ vậy. Dừa dừa mềm béo. Ủa đây về nhà ngay cả nhà. Mình đi bắt chuột ít quá. Về nhà câu cá ăn cơm. À vậy nhí. Cái mỏ nó dư cái mỏ cá kìa. Ê coi mỏ cá kìa. Dư à. Ở đó. Thì với nhà. Chú Tư có nuôi hầm cá kế bên nhà này cả nhà. Đây nhà lá vườn.
con nào bự bắt cái này. Câu câu thả nhỏ đi. Thả con kia nhỏ hơn. Ê con cá cái mỏ kỳ vậy. Thả dưới đây. Chút thả. Thả cái mỏ ngộ kìa. Mỏ ngộ quá không dám quay. Anh ta bị môi chè đó ông ơi. Môi chè. Đó, dục đầu xuống. Kiếm ta tượng hả? Ta tượng hồi này nó không ăn đâu. Giật nhẹ nhẹ mấy sau lưng nha kìa. Đâu ơi, nó tới cái tượng. Thả cái chim này luôn. Thả cái chim đi. Thả chim đi. Thấy chưa. Vô mặn kho lạc luôn anh ơi. Thấy cái chim, thấy tài tượng cái dục cái chim này nha. Ngán chim này nha. Chú Út phái rồi. Này là chú Út nha cô chú anh chị. Theo dạ chú Út ơi. Đó. Nuốt lưỡi luôn rồi. Nuốt rồi. Mặn luôn. Anh đừng cắt khè khè, mặn hồi lấy ra. Đem nguyên cái cần vô luôn. Nguyên lưỡi vô tử luôn hả? Khè con cá độc quá. Nhí phải cái chim. Rồi, nhí nãy giờ không có chim nên cầm vừa để chứ cái dính cái tượng mình ta. Giờ này có cá thì tượng cơm của chú anh chị. Chiên xù một khối mỡ. Cá lớn lớn vậy nè. Gói gạo hả? Gói gạo khai tới luôn. Rồi, vô. Rồi. Trời thì đang chuyển mưa nha cô chú anh chị. Rất có thể là anh em mình sẽ đón được một cơn mưa ở Vĩnh Long. Hy vọng là sẽ mưa nha cả nhà. Chuyển đen thui hết rồi. Cái cạnh bên đây nè, chuyển mới dữ nè cả nhà. Có hy vọng là sẽ có một cơn mưa lên mấy cái cánh đồng thì soi ếch nó sẽ ngon lắm nha cô chú anh chị. Câu cá lên tự xử kho lạc. Nặng chanh ăn cơm luôn cả nhà. Anh Tài là khó chủ nhà. Cá của ông nội để lại. Cá của ông già vợ nói mẹ. Ông nội để lại cho bà vợ không có. Vậy đó hả? Ông nội của ông già vợ. Tía của ông già vợ. Cái bà ông nội. Giống Vinh Gòm nữa rồi. Đất nội để lại này, cá ông nội để lại. Anh em làm bữa cơm để tối lấy sức năng động. Mời cả nhà ăn cơm với bố anh em nha. Nhà bốn chứ con hồi quay phim nó vô nha mà. Lấm cá tai tượng kho lạ nước dừa ăn chanh thì vô cô chú vậy. Anh em mình dưỡng sức để tấu chiến nha. Xin đi mà không có nhậu à. Ngon. Anh nói là ngon rồi. Chấm đây nè. Từ nhà quốc. Nhà anh Tài như nhà em vậy đó. Nhà em như nhà anh Tài vậy. Ở một nhà đấy. Quá ngon rồi vậy nè. Thì đang chung một nhà nè. Ngồi chung trong cái nhà nè. Ở chung cái nhà đó anh. Đang cơm chung. Chim gòm ăn nhiều nhiều nha. Tối nay đi dữ lắm đó. Trời, nhìn cái cặp đũa này đâu có sợ ai đâu. Này đi thục cá ngát chứ làm gì trời. Làm cái xào thục cá ngát. Một với hai vừa vừa luôn ha. Nhầm ăn bự không vừa đó. Vậy ha. Còn lỏng nữa, chưa cái lột nữa. Mấy con cá mà bao một tí rồi ra cái bàn giò thật luôn. Hai cái giò chịu. Cứ út cái đi mất tiêu rồi anh Trầm. Út hai giò chịu lại. Nay chú Tư đi đám rồi nghe cả nhà. Nên về chuyến này hồi trưa tới giờ chưa gặp được chú Tư. Cha kêu tự nhiên đi. Món ba ăn gì ăn. Phó chủ nhà, có phó chủ nhà đây. Như đúng rồi vậy, bắt chuộng có vô lấy một câu cá ơn. Lấy một câu cá luôn mới về á. Lấy một chuộng nhỏ nha. Hèn chi nó nhảy ông ơi. Để xuống cái chìm nó lụng đầu tiên quải rồi. Cái chìm nhảy lắm. Nhảy xuống mạng này.
làm bữa cơm để lấy sức. Hy vọng trời mưa. Trời mưa đẹp phim luôn tối nay. Thì chiều nay anh em mình sẽ tục ở cái đồng này nha cô chú anh chị. Thì hôm bữa mình đi bắt chuột đây nè, cái nhờ mấy chú canh đồng giùm, khi nào mà bơm nước vô thì mấy chú sẽ gọi anh em mình qua. Thì đồng này là đồng mới luôn, tại bữa đi ngay cái đồng cũ. Nó giáp với mấy cái vườn cam nè, chảy dài vô trong kia luôn. Ta đang bơm nước dịch cả nhà, dịch kìa. Ở ngoài này thì có con cơn. Xung quanh là vườn cam, phía chỗ hướng tây dành chỉ là cái dàn bầu, vườn bầu, vườn bầu mà bữa anh có chia sẻ của chú anh chị trên kênh á, ba con bầu mà cắt chín mấy triệu mà mới có phân nửa đó cả nhà. Đó, tối nay anh em mình sẽ tục ở đây, người ta bơm nước vô mới có phân nửa à, qua bên kia hai miếng nữa là hết nước rồi. Còn mấy miếng trở về bên chỗ mình bắt chuột là chưa bơm, mai mốt gì đó bơm ấy nha. Tối nay nếu mà trúng thì anh em mình ngày mai sẽ tiếp tục ở lại đây, đêm mai sẽ ở lại cánh đồng này tiếp tục cô chú anh chị. Bây giờ mà trúng trời thì đang chuyển mưa nè. Giờ ước gì trời không mưa ở đây đám thục nước với mưa xuống cái đồng mới thì nó ngon lắm, mà không biết ông trời em có chịu mưa không đây. Bắt đầu dựng nắng chạy này nọ xong rồi tối bật lo lên là bắt đầu tục á cả nhà. Nắng chạy xong rồi đó, ăn uống nghỉ ngơi thoải mái. Đây có nguyên khoảnh đất trống quá đã. Không, bộ tư. Vô tư. Dựng lán chạy xa chỗ cục lắm nha cô chú anh chị. Mưa gió thì cũng không sợ đi. Này bề ngang nó tới 6 mét này cả nhà. Mấy cái đồng này cả nhà. Nước xếp nè. Đây nè. Giờ anh em mình đang trên đường đưa cái loa vô giữa đồng luôn, để mình lấy mấy cái đồng nước với lại lấy trong ruộng cam vườn bầu đổ trống tục luôn, dời cái lo. Bắt đầu lên nhạc rồi, bấm nút chính giữa anh đây, nút chính giữa cái... Ở đây thì Danh phát hiện một con ếch nha cả nhà, mà con này chắc ếch được. Biết dưới còn ếch cái không trời. Lại bên tay mày ít được trời, trời con ếch đầu tiên ớt được, ớt đầu tiên lại sát bên cái lo luôn rồi chú anh chị. Hồi nãy em xa xa em gọi em thấy nó núp đây nè, bạn ếch này anh gọi xa cái anh thấy gọi ngay đèn ngay nó luôn nha anh Tài. Anh sớt cái đèn cái là anh kiếm nó không gặp đâu. Hết này nó số nó xui cái gì nó gặp Danh. Bây giờ còn sớm chưa bắt cặp. Ha 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 ha.
con ếch đầu tiên. Thuộc quyền sở hữu trên tay anh Tài. Động này nó xét xét, nước nó được trong của chú anh chị. Dịch nó quần quá, nó tụt ngầu. Nãy mình thấy mắt nó thiệt xa vậy. Gọi đèn ngay á. Tưởng đâu nhái không à. Lại gần thấy ảnh vàng khè. Coi anh Tài. Con này ngất đực cả nhà, nó có hai cái heo bên nè. Anh đừng gọi vô anh Tài. Đó, nó có hai cái hàu đen đen hai bên nè. Dễ rồi. Yeah. Một em đầu tiên. Giờ không biết đêm nay được nuôi con nè. Giờ này 10 giờ cả nhà. Mới được con rồi. Con. Chà bá luôn kìa. Rồi. Hai con hả? Nhí. Kìa. Dinh. Hai con này dinh. Kìa lên lại. Chưa lên cho anh. Để chuyển qua đi chụp chuột luôn cả nhà. Dài đắng gì dài đắng anh chồng. Dài đắng anh chồng. Đây nè, lúc đuôi nè, đuôi kia. Dài đắng anh chồng. Nè. Kia lỗi trước. Trời. Mới được có một con à. Rảnh rảnh đi chụp luôn. Đứng dừng rồi. Mà chịu được mớ rồi. Nhắm cái đuôi nữa phải không? Không được. Chuột có chậm tiêu trời. Chuột có khẽ mới bự. Chuột nó mới bự á. Cái này chuột lứa. Mình đi sâu xa cái lo lắm nha cô chú anh chị. Gặp anh Tài tao rồi. Thứ này chịu nổi. Ủa con này bự mà, con bự. Con chà bá luôn. Con kêu bự lắm. Ê con có lồi tối rồi anh ơi. Rồi đó hả? Hả gì vậy? Đi. Bỏ đi kìa, đi đi kiếm con khác đi. Chụp hai khác dính trời. Chụp ngang cái bụng. Ghi bản đi. Ê. Rồi. Cặp con kìa. Lên cục cỏ đó chụp. Ngay kìa kìa. Nhìn. Quá hấp dẫn. Ê chơi cái này còn vui hơn ếch nữa nè. Xử lý nó. Bắt ếch nằm chỗ rồi ha. Rồi, từ từ anh đợi em cái. Nhiều mình cũng có giống cả chục con mà. Ừ. Giờ kiếm chừng 20 con nữa đi. Anh gọi cho anh Mô đi, anh Tài em gọi dưới nha. Kìa. Bự quá. Đâu đầu nó dinh. Kìa, chụp tay. Coi tim. Coi tim nó đi. Đây nè. Tim ngay đây nè. Mới tim đây hả? Mới cái tim không? Coi gì dài đắng anh chậm ơi. Dễ lặng gì đâu vậy? Giờ này nó lên rồi đó. Nhìn phía này nhé. Ê mình gặp nó mình vậy lắm rồi anh. Lúc mình kia rồi. Bây giờ mình chơi chiến thuật với nó đi. Gặp nó mình hù cho nó xuống mương dễ làm mà hơn để nó trên bờ nó lặng lặng hỏi vô hang à. Đây.
Thì nhí ơi, kiếm con khác nhí ơi. Ừ. Con này gặp nó cái nọt cứ cho nó xuống mương luôn kìa. Dễ bắt. Mông này vui ha. Tới sáng cũng đủ ăn à. Chút xíu nữa trúng chuột rồi nè. Con chuột. Ôi tim nữa. Kẹt 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 tắt mẹ nè. Nhi, nhi, rồi, kìa, nhi, nghe nghe cha đèn nhi, có hai con luôn, trên con dưới con kìa, trời trời, giống bự đi nhi, ừ bự đó. Ở đâu? Mày hả bự? Còn một con nữa. Rồi nó vô đây rồi. Kìa. Lắng không? Tới công chuyện rồi. Một ngày vui quá cả nhà. Chuột nhỉ cho bá luôn trời. Nó tìm lại đằng anh Tài á. Kìa. Đây 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 nè, nó vòng vòng đây nè nhí. Vậy nó quay lại rồi đó. Kìa nhí 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 nhí. Dính chưa? Dính rồi, anh Tài dính rồi. Ủa lẽ rồi. Dính rồi. Con mà. Con này nè. Không con nó trên đó phóng xuống. Con hồi nãy vậy mà. Con mà. Không lẽ em gọi thấy con cá sao? Không hồi nãy chỗ nhí là hai con luôn á. Hai con đó. Lập rồi mà. Vô đi vô đi đi kiếm con khác nè, đi vô nhìn đây thiếu gì chuột kệ nó chỉ còn nó lên nó xuống lại đó. Ê, một mà. Một này vui nè ngon rồi đó gì đâu có cần hồi chiều đâu nhìn. Mình đi hồi quẩy không nổi luôn kìa ừ ừ ừ thấy nó cái mình nọt luôn cho nó xuống cho nó xuống mương luôn mình dễ đi xử rồi đó bên đây clip không sao nhảy bờ này đi cũng được nhí ơi bên đây cũng nhảy clip nè đi mình đã có con hết đổ vô động rồi nghe cái nhà một con rồi nhí ơi chạy rồi nhí ơi đâu nữa chỉ cầm lưng vậy nhí chụp hộp rồi phải không không coi rồi có vô hang này kìa ơi dính chưa vậy nhỏ xuống quá bãi đây cây cá tím ở đây vậy cây cá tím ở đây 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 dính hả trời trời ông chọn chột dính mà ông không biết luôn kìa dính cái đuôi dính cái đuôi còn nó lên mà không ừ ừ nó bờ ơi bà luôn khè ôi rồi trời trời ngon ngon không Vinh ơi tối này bắt con nào đi đêm hơn ngon là ngon hơn tắt nước nữa ngon tắt nước nãy giờ gần im mà đã khoan nhí từ từ nhí cho anh Khịa với anh Tài anh lên ngang ngang mình á không cái chủng sôi tim mà xuống mương cái sôi tim mà làm phải làm cho nột luôn cả nhà cho nó xuống mương đi để nó bò nó chạy gặp mé cái nó có hang cái nó lủi vô mình thì ăn đêm mình không có đào hang chạy nó gặp trong bọn của nó đụng lộn nó cắn ché ché không hang hết vô gặp mấy anh chuột quần la quá hả la quá la được la gì chuột lét nhọt nhọt gì đó hả từ từ cháu nó cũng nhờ có ra ruộng không ruộng đúng
Nghĩ ruộng mênh mông á, không biết được. Gốc gạ dày quá. Dính chưa anh Tài? Chụp. Thì sẽ dính kìa. Nhí dính luôn. Dính đâu dính dính này. Có rồi. Để chụp con gì trời. Nhỏ. Ừ nhỏ là đúng rồi đó. Gì anh? Gì anh chụp con gì? Đừng nói thiếu à. Chuột không có phân biệt sai, bự nhỏ gì quá hại mùa màng nữa nè. Nè, nhí vô đây nè. Vô dây đèn này, nhí đây con ít chà bá luôn khiên hết cái. Nó phóng xuống lỗ này nè. Anh cầm vô đây nè, anh cầm. Ừ. Ừ. Nó chưa lên bờ đâu. Con ếch bự lắm á. Lên thế hả? Lên ní ơi. Có đó, đó, tới anh hả? Có. Cái người này. Dính chưa hả? Ừ, dính rồi. Dính rồi trời. Ôi cái chà bá, ní ơi. Thấy chưa vậy anh, bữa nay hay không bằng hơn. Hay không bằng hơn. Được. Được hả? Được bự như vậy. Được bự như vậy. Được hết, biết hết được rồi. Vô kìa, đi vô đi. Con ếch được bự lớn nè. Không đâu. Con ếch đực bê lớn là khủng lắm nghe. Rồi vừa qua ngang thấy nó cũng ngồi một cục. Đêm nay có tương lai vậy này. Buông, buông đi, buông đi, buông đi. Trời ơi. Hai con ếch. Đấy, im, đấy, im, hai con ếch chưa? Chưa. Dạ. Này đi xôi xôm lương nghe cả nhà. Cái đồng bên đây kinh. Mà mình thấy có mấy ruộng đã xả rồi, mấy ruộng chưa xả. Kinh thì nó có cả tầm 4-5 thước rồi. Đối diện với cái lo mình tục nè. Cái này chắc chắc tao bắt chắc cũng dữ lắm rồi. Mình đi xâm lương đại. Ngái. Ngái đứng gòm ơi. Ồ, ruộng nó xả rồi, đừng qua đó anh chồng. Trời ơi, cặp này cặp gì đây? Cặp nhái. Đi tục ếch mà gặp nhái bắt cặp. Dữ thiệt. Thả đi em. Thả cái đâu này nè. Đi thầm lên anh Tài. Xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức món ngon mỗi ngày cùng cù lao dung vlog trên đồng. Bữa nay mình đắt nè. Đó, bữa nay có ếch nha. Đừng nói mớm à. Hai con hoàng hoàng. Thì bắt được cái gì mình ăn cái đó đó nha. Chỗ cái lò không được luôn vậy. Nó kêu lúc trên kia rồi. Xa lắm nha. Về bên đây mũi nồng khóc có cắn không à. Ở đây rồi. Được cái gì ăn cái đó đi. Sao cái đây về mà về gốt được. Phà đâu về. Đó là anh em mình gán đeo luôn cả nha. Ừ, cái gì cũng vậy, cũng cũng có thể bự á. Ừ. Làm gì?
kiểu như được nhiều được đẩy đó nè, sóc trăng là không có ếch qua tới giờ không mất được hai con. Tại đây được hai con cũng là được rồi, có ếch là được rồi ha. Có ếch được rồi. Ừ. Wow. 2, 4, 6, 7 7 chuột bự. Cái mới nó lót ở trong, nó lót ở trong này, này lót là này quấn lại lót nữa. Rồi chuột chín rồi, có nhiêu mình làm bao nhiêu nha cả nhà. Còn đó để nướng từ từ, ăn từ từ. Giờ này cũng là 2 giờ sáng nha cô chú anh chị. Đã hết buồn ngủ luôn rồi đó. Vô ngủ rồi cái là không biết đường biết gì. Thợ nướng nè. Không đưa nó rồi là nó đưa thịt sống không á. Thiếu luôn. Chuột mà nướng không ốp luôn rồi đó nha. Ôi mũi còn sốc không hả? À? Nướng giờ đập mũi. Ừ. Vô cay chuẩn đã. Ngon lên rồi. Nó ngọt. Ừ. Nó mềm mà nó ngọt. Chuột nhỏ nha, lưng xương nè. Ừ. Đây. Quá đã rồi. Quá đã. Ít, ít, xé hết ra ăn đi. Ít ăn ít chứ, nhậm gì. Review rồi. Review ít Vĩnh Long rồi coi. Kể đi, mình có ăn lần đầu tiên mình tục bắt được hết ăn mình cũng làm sao. Tại con nhí vừa đây có rồi nè. Làm đi anh. Con nhí ra. Dùng cái nữa hả? Vinh gồm vậy này nó chuyện hết nổi rồi. Ngồi cười thôi. Hết nổi. Cái Vinh gồm ly đi, cái Vinh gồm tỉnh. Uống vô ly thấy tỉnh luôn rồi đó. Ờ. Làm 4 ngày kiền rồi nên đi nhiều hơn ngủ. Ừ. Hết à, ăn hết Vinh Long rồi. Con Vinh Long nó khác hơn cái sóc trăng rồi. Sóc trăng mình chưa ăn. Chuẩn bị ăn. Sóc trăng ít nuôi luôn mà. Ừ. Ừ. Có mưa là mình đi bên sóc trăng á. Ở đồng này á. Kiểu như mới bơm nước dịch rồi cả nhà, với gốc gạ còn nhiều cũng khó sôi. Mới đốt đồng chiều. Này ăn như thế thiệt không? Cắt cái lông thơm cam nè. Thơm cam nè. Cắt cam. Ăn the the hả vậy? Ăn the the. Nhí xé hả ra ra ăn đi nhí. Ừ. À mắm. Mình mặn mình phải ăn. Ăn nó có sức mạnh nhỉ. Để cho nhí đi. Hết ít hả? Ăn rồi quá phải uống rượu, uống bia chứ. Đừng Vinh uống chưa? Vinh kìa. Hết nó dẻo luôn thế này. Ờ. Chuột rồi nè. Uống gần ôm rồi.
cắm cho quay phim miếng à. Hết ăn hết đi cho biết. Ớt thôi chim bẻ nhỏ ra đi, ớt ít mà em ăn nhiều vậy. Anh ăn hai con này nè. Còn mà hả? Dính dính dữ nè. Cho điều mà. Em ăn chuột thôi. Nó ăn làm miếng hết đi. Làm miếng sao bị đi. Rồi, cảm ơn chào. Anh em còn đi rồi, cái này xin phép con xin phép cho con xin cái ly nha. Đúng á. Vô kìa. Vô nè. Vô. 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 2, 3, vô. Có hết, ăn hết. Tấm thân gòm nha. Còn lông đàn gòm ai. Giữa xe hơi gì đó. Là gì? Hết hơi vậy chứ. Giữa xe hơi gì lông đàn bự vậy. Hết hơi giữa chừng. Chứ giờ đẩy này nó ngon mặn ngọt. Đó là chuyện chưa à? Thôi, sao ngon hơn hơn ớt nuôi ngộ lắm. Hợp nó rẻ à. Rẻ. Nó ngọt, nó dai. Ớt chợ ôn ngon quá. Ớt này thơm mùi cam. Ăn theo the. Ngon quá. Trời thịt ớt nó ngọt mà nó rẻ đó nha. Ớt biết ngon. Đã gì đâu. Được được ăn thăm lúa. Dễ cam nữa anh. Gãy cam nữa hả nhé.